hôm nay thì các vận động viên của ghe ngôi chùa mới sẽ tiếp tục test lại cái tốc độ của ghe trước khi tham gia lễ hội ốc bóc nè cả nhà. Ở lúc trước khi hạ thủy thì cái chiếc ghe ngôi chúng ta nó chưa có đảm bảo về cái tốc độ, nên nó là chùa chúng ta phải điều chỉnh lại. Sau khi điều chỉnh lại thì cũng đã hạ xuống thủy. Và ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay, tất cả các vận động viên của chúng ta sẽ tập trung và test cái tốc độ của chiếc ghe ngôi chùa mới này để tham gia cái lễ hội ốc bóc 2022 tại sông Cái Lớn, huyện Gò Quao. Bây giờ thì các vận động viên chúng ta đang tiến hành buộc cần câu để chuẩn bị test cái tốc độ cho ghe. Chiều nay thì sẽ bơi kết hợp nam nữ luôn nghe quý vị. Bây giờ thì vận động viên chúng ta xuống ghe để bơi thử test cái tốc độ của ghe mình. Bơi nam nữ phối hợp luôn. Về đi chị rồi. Bây giờ thì các vận động viên chúng ta chuẩn bị xuất phát nha cả nhà. Ghe mới đóng nhìn rất là đẹp luôn nghe cả nhà. Chiếc ghe này đóng mới hoàn toàn luôn. Và chiều hôm nay là ngày đầu tiên để test thử cái tốc độ của chiếc ghe này, xem cái tốc độ nó như thế nào nha cả nhà. Vận động viên chúng ta tập trung khá là đông, rất là đầy đủ luôn. Sau đây các vận động viên chúng ta chuẩn bị xuống ghe để chuẩn bị test cái ghe của mình, nam nữ phối hợp luôn nha cả nhà. Ở trên bờ khán giả theo dõi rất là đông luôn, kể cả các em học sinh rồi cũng rất là nhiều tham gia theo dõi xem ghe chúng ta bơi thử tốc độ ghe như thế nào. Nhìn chiếc ghe rất là đẹp. Bây giờ thì ghe chúng ta bắt đầu xuất phát. Xuất phát ngay cả nhà. Chùa mới cũng đang tập luyện luôn cả nhà ơi. Ghe chùa cũ và chùa mới hai ghe đang tập luyện với nhau, tập luyện song song với nhau luôn nha. Đây là chiếc ghe của chùa Sóc Giang cũ cũng đang tập bơi tốc độ. Tốc độ khá là nhanh luôn cả nhà ơi. Âm nó hưởng lại nè. Đây là mấy chị em vận động viên của ghe chùa mới đang nghe cả nhà. Đi làm về nhưng mà với tinh thần thể thao rất lớn thì các chị em cũng ở lại tập với cùng đồng đội nha. Với quyết tâm là sẽ giành thắng lợi ở mùa giải năm nay cả nhà. Đi đua kìa. Hiện tại thì hai ghe đang tập vợt với nhau, một ghe của chùa Sóc Giang cũ và một ghe của chùa Sóc Giang mới cả nhà. Cũng đang tập vợt với nhau để chuẩn bị cho lễ hội ốc bóc. Ghe Sóc Giang cũ thì ở trong ghe trong dầm màu xanh và Sóc Giang mới cho trong cái chiếc ghe là dầm màu đỏ cả nhà. Hai ghe đang thử sức với nhau để xem coi cái đội nào có thể lực tốt hơn. Hai xe ghe chúng ta đang song song với nhau. Em là chồng đội chùa mới hay là chùa cũ?